Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim lại được 200 triệu đồng token Tiger Coin in. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ nhé. Có 331 tài khoản holder và đã phát sinh 638 được giao dịch. Ok, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net, link truy cập website được mình cần thiết với cả ông video nhé. Sau khi đã vào được website, bạn làm thứ hai hướng dẫn tới website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc biết trước Dollar của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu token là Tiger, số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net nhé. Tiểu thứ bước 2, truy cập vào link rút gọn đây để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào đây, yêu cầu Airdrop. Thì chương trình Airdrop kết thúc vào 60 ngày nữa nha. Các bạn mua thì các bạn bỏ ra min thấp nhất là 0.02 BNB, mua với đồng token là không có tích chữ lâu dài. Rồi, các bạn yêu cầu Airdrop thì các bạn nhấp vào đây. Rồi, yêu cầu Close V, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Ví ra là 0.0001524 BNB, bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.net nhé, để cập nhật những dự án miễn phí cần thiết và cần mới nhất truy về mạng Binance Smart Chain. Ngoài ra, nếu các bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trên đời. Trên đây còn nhiều tài khoản nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác và các bạn đều có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh bên nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 200 triệu đồng token Tiger Coin. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.